Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài 4, hơn kém nhau bao nhiêu. Và các em nhớ đây là bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 18 nào. À, như vậy thì chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 nào. Thì yêu cầu nào. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Đó, và tôi yêu cầu nè, số vịt ở trên bờ hơn số vịt ở dưới ao bao nhiêu con. Đấy, vậy các em nhìn đây nè, chúng ta sẽ thấy nè, đây là những con vịt ở trên bờ nè các em. Đấy, được chưa? Và đây là những chú vịt đang ở đâu? Ở dưới ao nè. Đấy, vậy thì bây giờ mình muốn xem là số ở trên bờ đây này hơn cái số ở dưới ao bao nhiêu, thì đầu tiên mình sẽ làm gì nhỉ? À đúng rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đếm nhé. Vậy thì chúng ta sẽ đếm xem ở trên bờ có bao nhiêu con, thì mình sẽ điền vào chỗ này, đúng không? Và ở dưới ao bao nhiêu con thì sẽ điền vào đây. Và phép tính của chúng ta là phép tính trừ, đúng không nào? Rồi chúng ta đếm nào. Trên bờ nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy thì ở trên bờ có 8 con vịt nè. Thì các em viết vào đây là số 8 nè. Được chưa? Rồi ở dưới ao nè, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy ở dưới ao là 5 con vịt. Vậy thì 8 trừ đi 5 bằng mấy các em nhỉ? À đây là toán lớp 1 rồi đúng không? 8 đơn vị trừ 5 đơn vị thì còn 3 đơn vị. Và chúng ta sẽ đáp số là 3 con vịt. Được chưa? Đấy, bài số 1 xong nhá. Rất là dễ đúng không các em? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài số 2. Người ta hỏi nè, cũng viết số thích hợp vào chỗ chấm. Đấy, vậy thì bây giờ nè, cây bưởi có 14 quả, robot đã hái 4 quả. Đó, vậy thì các em có thể xem cái tóm tắt như này nè. Chúng ta có nè, bao nhiêu? 14 nè, quả nè. Được chưa? Đã hái, đúng không? Đã hái đi bao nhiêu? 4 quả. Vậy thì giờ người ta hỏi là còn lại bao nhiêu quả? Đúng không? Đấy, còn lại là bao nhiêu quả? Hiểu chưa? Vậy thì để làm cái bài toán này thì chúng ta chỉ việc lấy gì? Lấy tổng số quả bưởi chúng ta đã có nè, là 14 nè. Các em trừ đi số quả bưởi đã gì? Đã hái nè. Trừ đi mấy? Trừ đi 4. 14 trừ đi 4 thì còn bao nhiêu? Còn 10, đúng không? Đúng rồi, còn 10 là 10 gì nữa. Rồi, như vậy thì đáp số của chúng ta sẽ là 10 quả bưởi. Được chưa? Đấy. Vậy thì đây thầy sẽ bỏ cái này đi nhá. Được chưa? Bài số 2 chúng ta đã làm trong 2 nốt nhạc. Dễ như ăn kẹo, đúng không? Rồi, mình đến với bài tiếp theo. Bài số 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Rùa nâu 16 tuổi, rùa vàng 12 tuổi, rùa xám 10 tuổi. Đấy, chúng ta nhớ các dữ kiện nè. Rùa nâu nè. Được chưa? Rùa nâu nè, 16 nè. Rùa vàng nè, 12 nè. Và chú rùa xám nè thì 10 tuổi nè. Đấy. Vậy câu A nè, rùa vàng hơn rùa xám mấy tuổi? Rùa vàng nè hơn rùa xám nè mấy tuổi? Vậy thì muốn biết rùa vàng hơn rùa xám mấy thì chúng ta sẽ lấy tuổi của rùa vàng là bao nhiêu? Bao nhiêu? 12, đúng không? Được chưa? Trừ đi số tuổi của rùa xám là mấy? Là 10. Như vậy thì 12 mà trừ đi 10 thì bằng mấy? Bằng 2. Và đáp số đây là 2 tuổi. Được chưa các em? Xong câu A nhé. Rồi bây giờ đến câu B nè. Rùa vàng kém rùa nâu mấy tuổi? À, vậy thì đây là hơn và đây lại là gì? Kém. Kém như vậy thì mình sẽ lấy số lớn nè. Số lớn là của rùa nào đây?
rùa gì? Rùa nâu là mười mấy? 16, đúng không nào? Trừ đi số tuổi của rùa gì? Rùa vàng là bao nhiêu? Mười mấy đây? 12, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có là 16 trừ 12. Vậy thì 16 trừ 12 bằng mấy? 6 trừ đi 2 bằng 4, 1 trừ 1 bằng 0. Như vậy thì chỉ còn mấy đây? 4 tuổi. Đấy, được chưa? Xong nhá. Được chưa các em? Rồi, mình đến với bài tiếp theo. Đó là bài số 4 à. Có 35 bông hoa hồng và 20 bông hoa cúc. Đây, các em có thể tóm tắt như thế này cho thầy. Chúng ta có nè 20 hoa hồng, đúng không? Hoa hồng chúng ta có 20 nè. Là đâu 35 chứ, phải 20 đâu. Ta có là 35 bông hồng mà, đúng không? 35 hoa hồng. Bao nhiêu? 20 hoa gì? Hoa cúc. Đấy, hỏi hoa hồng hơn hoa cúc là bao nhiêu? Vậy thì bây giờ ta hỏi nè, hoa hồng nè hơn hoa cúc là bao nhiêu bông, đúng không? Vậy thì chúng ta có trả lời được cái này không? Quá đơn giản, đúng không? Chúng ta sẽ trả lời hoa hồng. Và các em viết lời giải đây nhá. Hoa hồng à hơn cái gì các em? Hoa cúc, đúng nào. Số gì? Số bông là được chưa? Đấy, thì các em sẽ lấy số bông của hoa gì? Hoa hồng là 35, trừ đi số bông của hoa cúc là 20. Như vậy thì 35 mà trừ 20, 5 trừ đi 0 bằng 5, 3 trừ đi 2 thì bằng 1. Như vậy thì sẽ là bao nhiêu? Mười mấy bông? 15 bông. Đó. Và các em ghi đáp số bao nhiêu bông các em? 15 bông. Được chưa? Đấy, như vậy thì đến đây là chúng ta đã thực hiện xong được cái tiết số 1 của cái tuần 4 này. Và các em đừng quên chia sẻ cái video và kênh của chúng mình cho các bạn đang học ở trong lớp trong trường các em nhé. Rồi, tạm biệt các em.